Xin chào các bạn. Các bạn có biết dạy học gốc là gì không? Lớp chúng ta sẽ chia ra làm 3 nhóm và hoạt động ở 3 gốc với 3 nhiệm vụ khác nhau. Đầu tiên các bạn sẽ hoạt động gốc số 1 gọi là gốc trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Sau đó chúng ta luân chuyển đến gốc số 2 với nhiệm vụ số 2 là gốc sáng tạo. Và sau đó chúng ta sẽ đến nhiệm vụ số 3 là gốc công nghệ. Ở gốc trả lời câu hỏi trắc nghiệm, mỗi nhóm sẽ nhận một bộ câu hỏi khác nhau và nhóm sẽ thực hiện trả lời. Sau đó chúng ta di chuyển đến gốc học tập số 2, chúng ta sẽ trải nghiệm làm mô hình tế bào. Chúng ta đến với góc công nghệ, ở đây chúng ta sẽ vẽ sơ đồ tư duy để tóm tắt kiến thức. Bây giờ, chúng ta hãy chia sẻ những gì chúng ta học được các bạn nhé. Một số lưu ý, các bạn khi luân chuyển phải thật nhẹ nhàng, không ồn ào. Đúng thời gian quy định. Trong quá trình học tập góc chúng ta không được làm việc riêng,